Tin mừng theo Thánh Gioan. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ ông Simon Phêrô. Ông liền thưa với người: Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con sao? Đức Giêsu trả lời: Việc Thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu. Ông Phêrô lại thưa: Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu. Đức Giêsu đáp: Nếu Thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy. Ông Simon Phêrô liền thưa: Vậy thưa Thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa. Đức Giêsu bảo ông: Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói: Không phải tất cả anh em đều sạch. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào về chỗ và nói: Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Thánh thể là mầu nhiệm đức tin và tình yêu. Chiều hôm nay chúng ta sống lại bữa tối cuối cùng, khi trong đêm bị trao nộp, Đấng cứu thế để lại cho chúng ta hy lễ thánh thể là mình và máu người, để tưởng niệm cái chết và sự sống lại của người. Một bí tích của tình yêu, dấu chỉ của sự hiệp nhất và mối dây bác ái. Các bài đọc của cử hành hôm nay đều nói về các nghi lễ và những việc làm đã được quy định để ghi khắc trong lịch sử kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô để lại cho giáo hội chứng từ cổ nhất về bữa tiệc vượt qua mới của Kitô giáo. Đó là nghi lễ giao ước mới và vĩnh cửu do Chúa Giêsu thiết lập tại căn phòng tiệc ly trước khi chịu khổ nạn, cuối cùng được Chúa Thánh Thần soi sáng. Thánh sử Gioan tóm lược ý nghĩa sâu xa lễ hiến tế của Chúa Kitô trong hành vi rửa chân. Đó là lễ vượt qua của Chúa, có nguồn gốc trong lịch sử của dân tộc Israel và nên trọn vẹn trong Chúa Giêsu Kitô, con chiên của Thiên Chúa hy sinh vì ơn cứu độ chúng ta. Giáo hội sống nhờ Thánh Thể cho tác vụ của các tông đồ và các đấng kế vị. Trong một loạt liên tục bắt đầu từ phòng tiệc ly, những lời nói và hành động của Chúa Kitô được lặp lại, đi theo hành trình của giáo hội để trao tặng bánh hằng sống cho con người thuộc mọi thế hệ. Đây là mình Thầy bị trao nộp vì anh em.
hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy. Chén này là giao ước mới trong máu Thầy. Mỗi khi anh em uống máu này, hãy làm để nhớ đến Thầy. Nhắc lại hy sinh trên thập giá của Chúa Giê-xu dưới dạng bí tích. Thánh thể là đỉnh cao của công cuộc cứu chuộc. Thánh thể loan báo và thực hiện mầu nhiệm vốn là nguồn sự sống của mọi người. Thật vậy, mỗi lần chúng ta ăn bánh và uống chén này, chúng ta công bố cái chết của Người cho tới khi Người đến. Phải, hôm nay chúng ta phải hiểu một cách đặc biệt rằng mầu nhiệm đức tin thực là cao cả, và sự đơn giản của các biểu tượng thánh thể, bánh và rượu, nhằm để nhấn mạnh hơn đến chiều sâu của nó. Quyền năng ban sự sống nơi cái chết của Chúa Kitô. Quyền năng thanh tẩy của máu Chúa Kitô nhận được sự tha thứ tội lỗi cho con người thuộc mọi thời và mọi nơi. Sự cao cả của hy sinh cứu chuộc. Mầu nhiệm tình yêu này không thể hiểu được đối với con người, được trao tặng hoàn toàn trong bí tích thánh thể. Kitô hữu được mời gọi dừng bước trước thánh thể chiều nay để thinh lặng thờ lại. Đây là đức tin của giáo hội. Đây là đức tin của mỗi người chúng ta trước mầu nhiệm thánh thể siêu phàm. Lời lẽ hãy dừng lại và hãy kéo dài sự thờ lại. Trong thế giới hôm nay, nhu cầu vật chất được đề cao quá mức. Sự hưởng thụ lạc thú trần gian luôn là một cám dỗ mạnh mẽ. Bí tích thánh thể, mana trường sinh của người Kitô hữu, quả là một thách đố lớn lao cho nhiều người. Thiết tưởng khi cử hành mầu nhiệm thánh thể cũng là dịp để mỗi người chúng ta xác định lại, không chỉ bằng một lời tuyên xưng xuông về sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong bí tích thánh thể, nhưng là bằng một cam kết dấn thân sống cho và sống với sự hiện diện của bánh hằng sống, được trao ban trong mỗi bước đi của cuộc đời. Lạy Chúa, Chúa đã trở nên tấm bánh và ly rượu để mãi mãi bẻ ra chia sẻ cho con người chúng con sự sống của Chúa. Chúa đã trở thành người nô lệ để rửa chân, để phục vụ tha nhân. Tất cả đều chỉ vì yêu thương con người chúng con. Chúng con cảm tạ hồng ân bao la tuyệt vời của Chúa đã trao ban cho con người chúng con. Xin cho chúng con biết yêu thương, tha thứ và phục vụ anh em mình như Chúa dạy chúng con. Amen.